xin giới thiệu các bạn. Xoài non 15 ngàn nửa ký, 1 ký 30 ngàn. Rồi các bạn thấy tôi ăn mà các bạn thèm liền nè. Đây, đây là miếng xoài tôi đã gọt rồi. Thôi mắm guốc không có phê. Đây đây đây, tôi chấm một miếng muối ớt nha. Nè. Chấm miếng muối ớt. Đây 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 đây. Nè ngon ngon. Phải xỉnh rồi hả? Cái mạng vậy? Thầy nói vậy? Thầy xỉnh hả? Vậy? Hay là thầy xỉnh hả? Đừng miếng nữa đi. Thầy tôi 15 ngàn nửa ký, ai ăn liên hệ nhé. Đây đây đây, đẳng cấp là phải quốc một lần nữa trái. Đâu rồi, đâu rồi? Cho một miếng mắm 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 ruốc đi mấy đứa. Này, đó. Các bạn biết cái này là cái gì hay không? Mắm ruốc nè. Mắm ruốc nhỉ. Nhưng mà mắm ruốc châu đâu? Quá đã. 15 ngàn nửa ký. Thầy có đắt cái bơ lít à? Con không có vô nhận thầy. Chào các bạn nha. Ai ăn liên hệ